Rồi con chúc cho cô Bảy nhiều sức khỏe nhé chú Bảy nhá. Sau lại khóc nữa rồi. Sao chú Bảy có gì muốn nói không? Chú cảm ơn mấy cháu, mấy cháu. Kính thưa quý vị thân mến, Thành Nguyên đang có mặt tại ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để đến thăm một người đàn ông, đó là chú Bảy đó quý vị. Trước đây chú đi xe ôm và không may thì bị tai biến rồi đi vào viện, không biết là sao mà người ta mổ cái não của chú ra, mà người ta hấp cái não của chú thì bây giờ là không có ghép lại được nữa quý vị. Thì đây, hiện tại thì Thành Nguyên đang có mặt tại nhà chú đây. Dạ con chào cô. Dạ cô đi vào đây với con. Cô tên gì cô? Cô tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ha. Cô là vợ của chú Bảy à? Dạ. Cô quay xoay ra đây cho con nè. Dạ. Cô Hạnh năm nay bao nhiêu rồi? Cô 58. 58. Còn chú? Tuổi hợi. Cô không biết tuổi à? Dạ. Con như vậy là 65 rồi. Con cháu của cô đâu cả? Con cô nó có chồng có vợ đi hết trơn rồi. Đông không con? Có ba đứa. Ba đứa? Đứa lâu lâu có về thăm cha mẹ không? Nó cũng mạnh, nó cũng nhà, nó cũng nhà, không có tiền nó cũng về thăm luôn. Cũng có tiền nhưng mà lâu lâu cũng về thăm hỏi sức khỏe cha sao chứ? Nó có điện thoại mà nó hỏi thăm thôi. Có điện thoại hỏi thăm thôi. Dạ. Rồi bây giờ cô dẫn con lại chú xíu con. Dạ, con chào chú Bảy. Dạ. Sao? Dạ. Dạ. Ngồi nghỉ. Chú có đỡ không chú? Hả? Chú thấy trong người sao? Mệt. Mệt hả? Nó đau, có đầu quá. Sao chú khóc à? Thấy nha. Đây nè quý vị này. Sao vậy chú? 4 năm rồi ngồi chỗ, chú ơi đau đớn quá. Dạ. 4 năm nay rồi hả chú? Dạ. Chú thấy đau à? Hay là về cái tinh thần? Đau như này. Dạ. Rồi cái trái bóng này con thấy chú cầm là để làm gì đây? Người ta kêu cầm cho nó đỡ cái tay. À, cầm để cho nó không có bị quắp vào đó hết. À, không có bị quéo lại. Dạ. À, vậy đó ha. Cô như vậy là từ cái hôm mà mổ cái não này xong là bây giờ không có ráp lại được à? Bị không có tiền. Không có tiền ráp à? Dạ. Bây giờ mà ráp thì có được không hay là? Dạ cũng được. Điều sợ lâu quá rồi không biết làm sao. Con ấy thì con nghĩ rằng là nếu như bây giờ mà ráp vào nó sẽ không có ăn vào nữa. Dạ. Bởi vì là hàng tháng hàng năm đó thì cái hộp sọ đó nó sẽ phát triển ra thêm xíu, mà mỗi lần như vậy thì cái khớp của nó sẽ không có còn trùng nữa. Dạ. À, bị lệch đi đấy. Hồi ông khỏe mạnh là ông chạy xe ôm. Dạ. Ông nuôi sống gia đình. À, vậy hả? Tự nhiên vậy rồi ổng nằm luôn tới giờ cô không còn khả năng lo nữa. Dạ, bình thường cô ở nhà làm gì? Cô thì yếu đuối bệnh hoạn, cô bị hở con tim nữa. À vậy đó hả? Ở nhà cơm nước không. Thế để ăn uống này kia cái nọ thì con nó cho đứa nào cho thì được cái gì ăn cái này. À vậy đó hả? Thì gạo từ thiện rồi gầm rồi người ta cho đó. Dạ. Vậy ăn. Nhà này hồi đó ổng còn mạnh muốn chạy xe ôm, cô mua trả góp, cũng như người ta kêu cất nhà ở đi, rồi ngày chạy góp 100 ngàn, chừng nào đủ tiền thôi, rồi chợt bỗng bệnh gì bây giờ không trả nổi, còn thiếu cái vật liệu. Dạ. Dạ. Giờ hầm hì quá trời, rồi không có tiền giấy quạt tay gì không, dư quạt máy gì chút đỉnh nữa. Dạ, bệnh hả cô? Dạ. Cô
thuốc ấp lẫm sáng chiều, sáng chiều ấm cũng hiểu. Dạ. Con thấy chú vẫn tỉnh táo để trả lời những cái câu hỏi của con á. Dạ. Dạ. Thì chỉ có vậy thôi chứ còn đầu óc vẫn bình thường hết cô ha. Có khi ổng bị giật, bị giật co quéo nước miếng nước mồm chảy. Động kinh là uống hàng ngày. Rồi chú cứ lâu lâu tuổi thân cứ khóc vậy hả cô? Hay sao? Khóc hoài, khóc tuổi không có tiền đi kéo cái giò, kéo cái tay ăn đi đứng người đau đầu giống không tiền hết trơn, cô cũng không biết đường nói luôn. Dạ. Giờ không tiền phải ngồi ở nhà chịu. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ có hai cô chú sống trong nhà này thôi chứ con cái thì có ai về đây? Có thằng trai Út. Dạ. Vợ nó làm lạc tỷ mà vợ nó bệnh nhập viện ở dưới nhà thương nữa. Ồ vậy đó hả? Dạ. Mà hai vợ chồng trai Út của cô là về ở đây luôn? Dạ. Dạ. Nó nuôi cô chú đó. Dạ. Thì vợ nó mới nhập viện thì sáng giờ ở dưới bệnh viện. Dạ. Nhà toàn người bệnh thì không kìa. Dạ, bệnh không. Ừ. Nhà cửa nhờ hồi lúc ổng chưa bệnh cất lấy giờ, chứ gặp bây giờ là ở chòi danh vách lá nữa rồi. Dạ. Cô dẫn con tham quan nhà cô xíu được không? Dạ. Dạ. Đi đại vô đi. Dạ dạ dạ. Nhà dưới này cũng nền đất không ha? Ổng nói phải mà được, mà chán là ổng bò ở dưới này cho nó mát. Mà như vậy sao bò được? Dạ dạ. Cô cũng nói thiệt luôn. Dạ. Sau này là xong hả cô? Hôm nay ăn cá gì đấy? Cô cũng nói thiệt, cô cũng dạ. Không nói gì đâu. Còn dưới đó là cái gì? Cá sặc bằm. Bằm hấp hú quà. Dạ. Ở với hai chồng trai Út. Hai vợ chồng này nằm ở đây. Dạ. Cái phần này là mình nới ra hả cô? Dạ. Phần mép sông này này. Dạ. 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 Bệnh người đâu có trả nổi đâu. Vâng vâng. Gặp mà lúc mà ổng bệnh rồi là cô cũng như là cô ở chòi chanh vậy đó. Dạ. Nhờ trước khi bệnh mới cất. Dạ. Dạ. Thì bây giờ thì không có khả năng hả cô hả? Không có khả năng, cô cũng nói thiệt. Giờ nhờ anh em Mạnh Thường Quân sớm quyền rồi cho giúp đỡ cô, chứ giờ cô cũng không biết làm sao. Vâng. Con cứ tham quan. Thế rồi cái giường này thì ai dùng? À vậy đó ha. Nằm nghỉ ngơi. À, buổi tối chú có ngủ được không? Ít có ngủ lắm chú ơi. Ít ngủ hả? À. Rồi đầu có thường xuyên đau không chú? Đau. Đau lắm hả? Đau. Và đau là đau nhiều nhất là cái vùng bên ngoài này hả? Đau ở đây. Dạ dạ. Mình đâu có thấy cái đầu mình đâu. Dạ. Chỉ ngồi mà ra không à. Ngồi rờ không hả? Đâu có biết nó làm sao cơ chứ. Chú ăn uống có bình thường không? Ăn thì bữa ngon, bữa không ngon. Dạ. Hôm nay đó thì con đến đây con giới thiệu với cô. Con là Thành Nguyên, con có một cái kênh thiện nguyện là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Dạ. Thì hôm nay con cũng đến, con cũng thấy hoàn cảnh mình rồi. Thì ít nhiều gì đó con cũng hỗ trợ cho cô một phần ha cô ha. Đây là cái chai dầu gió xanh của hai sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng bên Mỹ đó. Con gửi vào quỹ con thì con gửi cho chú để đau nhức đâu thì mình lấy thoa bóp vào hai con ha. Cảm ơn anh. Dạ. Đây con cũng gửi thêm cho cô là 2 triệu đồng. Đây, đây là số tiền 2 triệu. Thành Nguyên gửi cho cô. 2 triệu này đó thì Thành Nguyên xin trích của cô Hương ở bên Mỹ 1 triệu và của cô Mai Thị Thi 1 triệu nữa là số tiền 2 triệu đồng. Không biết nói sao thì chúc cô cố gắng, chúc cô nhiều sức khỏe và cố gắng lau cho chú thêm. Dạ. 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 Không có gì không?
Dạ. Chúc cho cô nhiều sức khỏe nha cô nhé. Cảm ơn. Để có việc nào em có phương tiện được thì lại ủng hộ cho cô, giúp đỡ cho cô. Dạ. Con thì cho con xin cái số điện thoại của cô luôn. Dạ. Dạ, cô đọc cho con dùng con cái số điện thoại của cô đi. Dạ. 0969. 0969. 830. 762 ha. Yeah. Vâng, đó là số điện thoại của cô Hạnh nha quý vị nhé. Nếu như quý vị nào mà có chung tay đồng hành cùng với gia đình của cô đó thì quý vị có thể gửi thẳng qua cho cô nha quý vị nhé. Rồi con cũng chúc cho cô nhiều sức khỏe ha cô ha. Dạ. Yeah. Yeah. Cô cũng chân thành cảm ơn hai em. Dạ. Yeah. Rồi con chúc cho cô Bảy nhiều sức khỏe nhé chú Bảy nhá. Sao lại khóc nữa rồi. Sao chú Bảy có gì muốn nói không? Chú cảm ơn mấy cháu, mấy cháu. Dạ. Yeah. Hỗ trợ cho chú tiền, chú lo bệnh. Dạ. Yeah. Rồi chú giữ gìn sức khỏe ha chú ha? Dạ, dạ, cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hoàn cảnh của chú Bảy thì quý vị cũng đã xem, cũng đã nghe, cũng đã thấy rồi. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng sẽ phát biểu tạm dừng video tại đây quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho Thành của Thành Nguyên. Mình chúc cho các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và quý khán giả mình nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Yeah.